Rồi chào các bạn, thì hôm nay mình gặp cái men ASUS H61MK. Thì men thì nó vẫn chạy bình thường. Nhưng mà bàn phím thì chuột thì vẫn nhận xài bình thường. Nhưng mà nó bị cái lỗi là bạn gắn cái USB box vô là nó không nhận. Thì để mình gắn thử cho bạn coi. Đây mình gắn USB box vô ha. Gắn vô thì nó im gu luôn. Để mình đo nguồn cho bạn xem cái cầu chì. Để mình rút nó ra trước. Thì cái này men này đã bị xả mấy con bảo vệ rồi. Thì đây đầu nó có 5V nè. Đầu này thì nó là 4.8. 4.8 mấy nè. Để mình gắn cái bóc vô luôn. Coi coi nó còn nhiêu. Đây mình gắn cái bóc vô nó còn có sụt xuống nha, nó sụt xuống còn không ổn định nè, bạn thấy không? Thì một đầu nó vẫn còn đủ 5V mà một đầu thì nó bị sụt. Một đầu nó có 5V ha. Nhưng mà một đầu nó sụt. Nó không có ổn định, nó chập chờn á. Cái gì nó không nhận được cái thiết bị á. Thì để mình cái này mình thay thử cái cầu chì nó coi, nó có hết bệnh này không. Rồi các bạn theo dõi ha. Để mình tắt máy cái. Thì đây nó có cái cầu chì đây ha. Thì cái zoom này mình đã có zoom thử rồi thì zoom nào nó cũng vậy thôi. Cầu chì nè. Rồi để mình tắt cái. Mình thay thử cái cầu chì này coi nó hết bệnh này không. Nếu mà bạn thay cầu chì không hết bệnh thì bạn câu tắt. Đây mình sẽ xả cái cầu chì ra. Chỗ này nó hơi chật hẹp chút. Cái cầu chì này là nó quản lý luôn cái bốn cái cổng USB phía sau luôn á. Nó còn ghi nó hơi cứng ha. Cái này con này nó có cái ký hiệu là B260. Thì bạn kiếm con B260 còn thay cũng được. Mình xác á.
Đây thì mình xả nó ra nè. B260. Rồi về đây mình lấy cái men sắt mình cũng H21MK luôn. Mình sẽ gỡ con cầu chì ra. Con B260 đó. Cái bệnh nó đơn giản nhưng mà nó khó chịu lắm, mà không có cài đặt gì trên mấy cổng USB đó được hết á, gắn vô nó không nhận, nó không cài đặt được, nhưng mà phím chuột thì vẫn xài bình thường. Đây mình sẽ gắn con B260 khác vô coi coi nó hết bệnh không. Cò cho nó chảy chì ra ha. Rồi thì mới thay cục chì. Đây B260 nha. Đây mới thay ngay chỗ này nha. Rồi thì bây giờ mình lấy đồ mình vệ sinh nó sẽ sơ hơn cái. Lấy đồ mình lau cho nó khô. Rồi bây giờ mình test thử coi nó làm sao. Giờ mình gắn cái bóc này vô lại ha. Coi coi nó có nhận cái bóc này không. Có bút được không ha. Đây, cách nguồn quay. Nhấn F8 à. Lên hình. Đây thì nhận cái UV boost này nè, thấy không? Đây. Nhận ổ cứng rồi UV boost rồi nó có hai chỉnh là UFI với Legacy nè. Mình chạy boost cho bạn coi ha. Chạy boost UFI. Đây. Đó thì mình mới thay cái cầu chì ngay chỗ chỗ này ha, con B260 nè. Để mình đo lại cái nguồn nữa coi. Cái đầu này nó 4.94. Nó gần 5V, 5V nè. Rồi đo đầu này cũng 5V ha, cũng 4.9 mấy. Nó đỡ con này, nó đỡ con hơn con nãy nhiều ha. Con nãy nó sụt dữ lắm. Bây giờ nó lên boost được rồi nè, nhận UV nè. Đó thì cái bệnh của nó chủ yếu là cái con cầu chì này nè. Thì mình thay con cầu chì của men sát qua thì nó cũng hên xui thôi, tại vì có nhiều cái men nó cũng bị sụt nhẹ đó. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái bệnh hơi khó chịu của cái men Asus H21MK. Nó bị nhận phím chuột bình thường nhưng mà gắn UB vô là nó không có nhận được, và nó
không boost không cài win được đó, khó chịu vậy thôi. Thì hôm nay mình chia sẻ vậy thôi, chúc các bạn nhiều sức khỏe, bye bye các bạn.